Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin mới. Các bạn thân mến, M113 là một loại bọc thép bánh xích thủy bộ lưỡng dụng ra đời vào cuối thập niên 1950 và ngay lập tức trở thành chiến thần trong các cuộc đụng độ của lục quân trên tất cả các chiến trường. Không chỉ nằm trong biên chế của lục quân Mỹ, gần 80.000 chiếc M113 đã được ra lò, có mặt trong lực lượng quân đội của gần 50 quốc gia trên thế giới và nó đã góp mặt trong nhiều trận chiến kinh điển. M13 cũng vừa được tung ra chiến trường Ukraine để đối phó với quân đội Nga. Ấy vậy mà mới đây xuất hiện một tin đồn rằng có một quốc gia đã giao bán hơn 700 chiếc M113 với giá rẻ hơn cả bán đồng nát. Tin đồn này đã khiến nhiều người suy sụp. Vậy quốc gia nào đã vung tay quá chán, vứt bỏ những chiến thần M113? Vì sao họ lại làm như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thưa các bạn, mới đây, những người quan tâm đến vũ khí quân sự đã vô cùng ngạc nhiên trước thông tin nước Ý đã giao bán 722 chiếc xe bọc thép bánh xích M113 với giá 3 triệu euro, tương đương với khoảng 2,9 triệu đô la Mỹ. Nếu tính ra tiếng Việt thì sẽ rơi vào khoảng 66,7 tỷ đồng. Như vậy, một chiếc xe M113 sẽ có giá ở mức vài chục triệu đồng. Không biết tính sơ sơ như vậy đã đúng chưa? Nhưng rõ ràng là những chiến thần bọc thép một thời lừng lẫy trên chiến trường hiện đang bị ngã giá như bán cho đồng nát, quả thật là đáng tiếc phải không các bạn? Vậy lý do ở đây là gì? Phải chăng nước Ý đang thừa tiền hay quân đội Ý đã có một cuộc thay máu về vũ khí hay những chiếc M113 đã có vấn đề? Sau khi tìm hiểu trên truyền thông nước Ý và truyền thông của NATO, chúng tôi biết được sự thật đằng sau câu chuyện nước Ý bán xe bọc thép theo giá đồng nát là có thật. Và đúng là họ bán đồng nát chứ không phải bằng vũ khí, thưa các bạn. Số là cách đây nhiều năm, những chiếc M113 đã được nước Ý phi quân sự hóa và cho vào kho nằm trong một thời gian dài không qua sử dụng. Các phương tiện này đã được phi quân sự theo hiệp ước và các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Theo hiệp ước này, các loại vũ khí bị liệt vào danh sách sẽ được yêu cầu quốc gia đó tìm cách làm biến dạng hoặc cắt thành những thành phần quan trọng để tránh việc nó được tái sử dụng nhằm mục đích quân sự nào đó. Các hoạt động phi quân sự hóa vũ khí bao gồm việc xác định, loại bỏ và xử lý một cách chuyên nghiệp loại vũ khí đó nhằm không gây ô nhiễm môi trường và tối ưu hóa nguồn thu phế liệu cho quốc gia đó. Thưa các bạn, nước Ý không làm nhiệm vụ này mà chính cơ quan mua sắm và hỗ trợ của NATO, viết tắt là NSPA, sẽ là tổ chức đứng ra xử lý các loại vũ khí phi quân sự hóa thuộc các nước trong khối. Tổ chức này đã ký hợp đồng với Montabetti, SPA và một số đơn vị khác để thực hiện phi quân sự hóa, thao gỡ và xử lý 500 xe bọc thép chở quân M113 của Ý. Tổng số xe bọc thép M113 buộc phải bán đồng nát của Ý là 722 chiếc. Sau khi bán đồng nát thì nước Ý sẽ thu về số tiền là 3 triệu euro như chúng ta tính toán ở trên. Những điều quan trọng nhất của dự án đồng nát này là việc ngoài xử lý kim loại đen và kim loại màu thu hồi chiếm 90% số lượng xe được tái chế mà không làm giảm chất lượng, góp phần vào nền kinh tế tuần hoàn và bảo vệ khí hậu. Ngoài ra, việc bán hơn 8 triệu kg phế liệu thu hồi trên thị trường kim loại phế liệu toàn cầu đã được ra doanh thu dòng 3 triệu euro cho Ý. Các chuyên gia vũ khí của NATO ước tính dự án xử lý những xe bọc thép M113 còn giúp nước Ý hạn chế được khoảng 41.000 tấn CO2 cho việc hưởng ứng vào công tác bảo vệ môi trường của châu Âu, bởi CO2 là một trong những khí nhà kính chính gây ra hiệu ứng nhà kính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Trước đó, theo thỏa thuận Paris kêu gọi sự hạn chế nóng lên toàn cầu dưới 2 độ C, lý tưởng là 1,5 độ C. Để đạt được các mục tiêu này, lượng phát thải CO2 toàn cầu cần phải giảm xuống 45% vào năm 2030 so với mức 2010 và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Vì vậy, thông qua quan hệ đối tác hỗ trợ phi quân sự hóa và xử lý các vũ khí của Ý, cơ quan mua sắm và hỗ trợ NATO đã giúp nước Ý đóng góp vào nỗ lực của các quốc gia NATO trong việc giảm lượng khí thải carbon quân sự bằng cách tiết kiệm các nguồn tài nguyên năng lượng CO2 sơ cấp và giảm sự phụ thuộc vào các nguyên liệu thô và nguyên liệu hóa thạch.
Thưa các bạn, xem đến đây có lẽ nhiều người sẽ có cùng một thắc mắc là tại sao nước Ý và khối NATO không mang bán rẻ những vũ khí này cho các quốc gia nghèo hơn mà phải phá hủy chúng để lấy đồng nát và bảo vệ môi trường. Đây cũng là câu hỏi được nhiều chuyên gia vũ khí đặt ra với NATO, thế nhưng tổ chức quân sự lớn mạnh nhất hành tinh này họ lại có cách nghĩ khác. Hay nói theo cách thông thường thì cái đầu của bọn nhà giàu nói nhiều sạn hơn mình nghĩ. Nhiều việc bán nhôm, thép, các kim loại mang tiền về và xử lý các vấn đề môi trường thì các vũ khí bị hủy bỏ chắc chắn là những loại vũ khí không còn được như mong muốn nữa, bán rẻ có khi còn mang tiếng. Theo các chuyên gia vũ khí của NATO thì sự thật là những chiếc M113 của Ý đã xuống cấp sau thời gian dài bị vứt ngoài trời trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đi kèm với những tính năng kỹ chiến thuật của chúng bị nhận xét không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chiến tranh hiện đại nữa nên việc dỡ bỏ là cần thiết. Các bạn thân mến, có một chút tiếc nuối khi trở lại cái thời hoàng kim mà M113 từng làm mưa làm gió trên các chiến trường và lập nhiều chiến công hiển hách. M113 được Mỹ thiết kế nặng tầm 12,3 tấn, dài 4,9m, rộng 2,7m và cao 2,5m. Xích xe rộng 38,1cm và có bánh răng rộng 15,24cm. Xích bên phải gồm 64 mắt xích, còn xích bên trái 63 mắt xích. Tuổi thọ của xích xe cũng rơi vào khoảng 4.900 km và đôi khi đạt tới 14.400 km một chiếc. Một chiếc M113 có thể chở một lúc 11 binh sĩ, lái xe, được bố trí ngồi bên trái phía trước xe và có một ngách ra vào mở phía sau. Xe trưởng thì được bố trí ngồi ở chính giữa thân xe và binh lính ngồi quay mặt vào trong khoang trên hai băng ghế. Ngoài những lúc chở binh lính thì các băng ghế còn lại có thể gập lại, tạo diện tích rộng khoảng 6m2. Có thể dùng để chở vũ khí, các vật dụng ra chiến trường. Tóm lại, nó là chiếc xe đa dụng có thể dùng với nhiều mục đích khác nhau khi tác chiến ở chiến trường, trong các địa hình đồi núi gập ghềnh. Thậm chí nó có thể bơi dưới nước mà không cần bất cứ sự chuẩn bị nào. Ngoài việc nâng tấm chắn ở phía trước để tạo sự ổn định, nó bơi nhờ sự chuyển động của xích. Điều đáng nói, với khối lượng nhẹ hơn nhiều loại xe bọc thép khác thì M113 có thể được chuyên chở bằng máy bay C-5, C-17, C-130, C-141 và có thể được thả dù xuống một cách dễ dàng. Chưa hết, những chiếc M113 còn được trang bị một súng máy 12,7mm bắn hiệu quả 1.800m và hai trung liên 7,62mm bắn được về phía bên sườn. Chính vì vậy, nó được các binh lính NATO ví như một lô cốt di động. Người lính trong xe có thể chiến đấu trực tiếp thay vì ẩn nấp và chờ đến nơi quy định mới xuống xe để chiến đấu. Thưa các bạn, từ khi ra đời, M113 đã được kinh qua nhiều đời cải tiến, phát triển khác nhau. Ví dụ như nó có phiên bản M113A1 được lắp động cơ diesel GM6V53T công suất đạt 215 mã lực, nâng cao khả năng tự vệ và đạt hành trình lớn nhất. Hay như phiên bản M113A2 có thân xe là kết cấu hàn nối hợp kim nhôm 5083, vỏ giáp phía trước dày 38mm có thể chống được đạn 14,5mm, vỏ giáp hai bên thành xe dày từ 12-38mm, vỏ giáp phía sau dày 12mm có thể chống được đạn xuống 7,62mm. Hoặc đỉnh nhất là phiên bản M113A3 có vỏ giáp P900, phía trong thân xe có lớp giáp đệm chống đạn Kevlar, sử dụng động cơ diesel 6V53T 275 mã lực và hộp số tự động X204. M113 từng chiến đấu ở Trung Đông được sử dụng trong các cuộc đối đầu lâu dài và đẫm máu giữa Iran và Iraq, trong các sự kiện ở Vịnh Ba Tư và cuộc tấn công năm 2003. Ấy thế nhưng dù là ở phiên bản nào thì với tuổi thọ hơn 60 năm thì nó cũng được coi là loại khí tài rơi vào tuổi nghỉ hưu và có thể về vườn để thay thế bằng những khí tài hiện đại, linh hoạt và cơ động hơn. Giới chức quân đội Mỹ cũng từng đánh giá xe bọc thép M113 không còn phù hợp với phương thức tác chiến động cơ hiện nay. Do đó, không thể cơ động kịp các đơn vị xe tăng Abrams và xe chiến đấu M2 Bradley. Đặc biệt, M113 là mục tiêu rất dễ tổn thương trong môi trường tác chiến đô thị và bom ven đường. Điều này đã được thể hiện rõ trong cuộc chiến tại Iraq. Đánh giá thì như vậy đấy, nhưng Mỹ và NATO vừa qua vẫn mạnh dạn gửi những chiếc xe thuộc hàng đồng nát này sang cho quân đội Ukraine, gọi là hỗ trợ khí tài để nước này chiến đấu với Nga. Phía Mỹ và đồng minh cho biết, số trang bị này sẽ bù đắp một phần những tổn thất mà quân đội Ukraine phải gánh chịu. Thông tin này cũng đã khiến cho dư luận được một phen dậy sóng và đặt câu hỏi rằng tại sao Mỹ và đồng minh lại có thể viện trợ cho Ukraine những vũ khí mà bản thân họ đã đem đi bán đồng nát rồi.
Giải thích về vấn đề này thì phía Mỹ cho biết mặc dù M113 đã có tuổi đời khá cao nhưng hiện vẫn đang được sử dụng trong biên chế quân đội của 60 quốc gia trên thế giới. Hơn nữa, phiên bản M113 Mỹ dự kiến gửi cho Ukraine là phiên bản mới nhất có động cơ diesel 275 mã lực và trọng lượng chiến đấu lên tới 14.000 kg. Tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 64 km/h, nổi được ở quãng đường 5,8 km/h, dự trữ nhiên liệu 480 km, sức chứa 13 người, súng máy M2HB 12,7mm được sử dụng là vũ khí chính. Bộ giáp được làm bằng hợp kim nhôm và ở phiên bản cơ bản có thể chống được đạn súng máy 12,7mm, DSHK từ khoảng cách 200m. Thế nhưng các chuyên gia vũ khí vẫn thở dài khi biết rằng thực tế với sự phát triển của các dòng vũ khí chống tăng mới, M113 tỏ ra rất tổn thương và khung gầm đã lạc hậu để nâng cấp. Chính vì vậy, việc Ukraine sử dụng nó hiệu quả ra sao thì chỉ có trời biết, đất biết và quân đội Ukraine biết mà thôi. Video của kênh Tin Mới xin được dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!